Thì sao thì đặt ví dụ giờ cha làm thì truyền cho con thì phải làm mới được, bởi vì cái hột lúa là quan trọng chính của người nông dân ở đây. Gia đình thì bằng nông nghiệp nay là khoảng 25 năm. Thì bây giờ ông nội ông đi phát hay gì đó, bắt đầu mình đi theo ông nội. Ra ở ngoài giờ mà ông, thì bắt đầu mình học theo cái kinh nghiệm của ông già mình trước. Thì bắt đầu mình đi sáng thì đi ra bằng cỏ, rồi khi vô dạch trong lúa, lội chéo qua chéo lại dạch kiểm tra có cái gì dịch hại trong ruộng mình không, hay là sâu đục thân, mấy cái đó là nó phá hại mùa màng. Mà điều nặng nhất là con gầy, là tất nhiên bị gầy là nó đeo rồi nguyên khu vực này tiêu cho người nhà. Ở trong nhà thì nó thiếu hụt dữ lắm, bởi vì nó mất trắng rồi, đâu còn hụt nào nữa mà để. Sau khi học cái lá IBM này á, thì bà con nông dân là am hiểu khoa học kỹ thuật để sản xuất trên đồng ruộng của mình. Thì cái đó là nông dân cũng rất mừng. Biết rồi bắt đầu mình truyền đạt dài ra thêm. Có, đã vô bây giờ mình làm ra, mình chờ lại đủ ăn, rồi mình bán cho phơi sấy sấy rồi đem đi mới trà. Trà xong rồi bắt đầu mới bỏ cho các đại lý. Thì gạo của chú nếu mà xuất ra được nước ngoài, chú là tự hào lắm, mừng.